Rồi, hello cả nhà nha. Thì em được cũng xin chào cả nhà nha, xin chào anh em, anh cô bác rồi đam mê câu cá gần xa nha. Thì hiện tại thì shop em cũng về được một thêm một số đồ câu cá cho anh em ha, đôi đồ mới gì anh em ơi, để cho anh em sơm tụ đồ. Thì địa chỉ shop là ở số 82 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú nha các anh em. Địa chỉ mới tên đường này đổi lại là 370 Nguyễn Huệ nha cả nhà. Đó thì đối diện với ngân hàng Đông Á Trà Bá trước cửa luôn anh em. Đó thì shop của em có đầy đủ dụng cụ câu cá, đồ câu, máy câu, dây câu, nó để phục vụ anh em nha, nó từ sinh học sinh sinh viên đến ra trường luôn nha. Đó, đồ câu cá đầy đủ cho anh em nha, nó từ câu đài, câu đơn, câu lua lóc, câu hồ, câu sông đó cả nhà. Phụ kiện đồ chì lưỡi, nó phao dây, nó dây bốn cá cơm chính hãng nè anh em, nó dây TKR, nó chính hãng, có đầy đủ cho anh em luôn ha. Đó, đầy đủ cho anh em ha, dây xanh lai đó, dây giá rẻ SW, nó mồi màng cám đồ, nó đầy đủ phục vụ cho anh em luôn nha. Anh em ở gần thì ghé ủng hộ em nha, nó dầu mỡ vô máy rồi cũng có luôn nha cả nhà. Nó cần câu đa tay là câu đơn nè đó, cần câu sông, câu tôm, câu cá chép, mè, lóc đó, đầy đủ cho anh em ha. Cần câu giải đây, cần câu giải hãng Ben, con lai, Ryuko, rồi mấy cái cầu cần dựng Supermaster rất to đó, đầy đủ để phục vụ cho cả nhà anh em mình ha. Đó, máy câu kìm kẹp cá đồ, gửi cá đồ, dây an toàn của cô đài, quấn cán cần khóa ma ní, lưỡi gọng cá đó, cần câu máy câu dây câu giá sinh viên, nó thùng câu đài đó, mặt vợt cán vợt gọng câu đài, nó đầy đủ để phục vụ cả nhà anh em mình ha. Nó từ học sinh sinh viên nha. Máy câu đai qua em cũng mới về luôn nha anh em. Nó dòng Sirot File MRS với dòng MRZ nha. Nó đầy đủ phục vụ cả nhà mình ha. Rồi, tiếp theo nữa là em xin giới thiệu cho cả nhà nha. Thì em mới về là mẫu cần dựng mới của hãng mà giá cũng sinh viên luôn cho anh em chơi. Đó, thứ hai nó là cần UL lua nè. Rồi cần câu sông quá đẹp luôn. Đó, câu sông câu ngâm quá trời đẹp luôn anh em ơi. Đó, giá chỉ trăm mấy chục cành thôi mà cần thiết kế rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, sơn bóng tạo điểm nhấn chỉ rất là đẹp luôn, cần nhìn là mê luôn á, nó quá trời đẹp luôn nha cả nhà. Đó rồi, gờ đúp lực dương, đó phiên bản lít bên tiệt, gờ đúp lông hô lực dương anh em, phiên bản lít bên tiệt carbon sắn nhít, đó cần tini titan đầy đủ màu và cần cắm róc, đó giờ hai mẫu đó. Rồi, không để anh em chờ lâu nữa nha, giờ thì em hôm nay em quay thập cẩm luôn đó, cả nhà anh em mình nó coi cần được món gì mua được đó, thì ủng hộ em nha. Bình thường em quay trước mà kế bên nhà có cô đó mở kinh Phật gì nghe suốt, các bạn ơi thử ra em giờ đồ xích vô trong nè, nó để quay cho anh em là nghe đâu cho gõ ha. Đó rồi, và tiếp theo nữa là mẫu cần cắm gốc KV kép nha cả nhà. Đó, KV kép độ dài là 2m18 nè, phen là phen kiểu phen xéo anh em, phen chân ca xéo, nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nó phen chân ca xéo thì cần thì có gồm 8 phen, có luôn đầu bu, đầu bu là chống sắn, thiết kế là carbon sắn nhít, ngọn con này là 2.4 nha cả nhà, ngọn hay là 2.4, nó carbon sắn nhít, thông số của nó là tải cá là 30-50 lb anh em, nó tương đương là 13-22 kg nha anh em. Tải cá từ 13-22 kg nha, độ dài là 2m18, carbon sắn nhít cắm gốc. Đó, đây là phía dưới là cái gốc của nó dưới nha anh em, cần là hiệu là KV kép nha cả nhà. Đó, carbon sắn nhít KV kép màu đỏ nha anh em, nó phen là phen thường của hãng nha, nó giá là 650 một cây. Đó, phí ship toàn quốc là 40.000, do cần cắm gốc nó dài cho nên ăn ống nước nhiều cho nên là phí nó hơi cao nha cả nhà. Đó, đó là cần carbon sắn nhít cắm gốc nha. Đó, em xin nhắc lại là nó tải chì là 100g nha anh em. Đó, tải cá là 13-22 kg, nó thiết kế là carbon sắn nhít, khoen là 8 khoen bao gồm đầu bu ngọn 2.4. Đó, cả nhà thấy mẫu này đẹp xem chi tiết thì quay video cho em nha, em gỡ qua video cho anh em xem nha. Đó rồi, tiếp theo nữa đó là mẫu cần cắm gốc, nó giá sinh viên 1m8, cây nó 2m1, cây này 1m8, nó đít với là đít nhựa nha cả nhà. Đó, đít nhựa nha, cán là cán bằng hũ keo, cần là cần đặt, dòng này là dòng chiên đánh bạo lực cho anh em á, câu cha dầu đếm đồ đó, nó câu mà đánh bạo lực rồi anh em, thì anh em chơi cái này ha.
tải chì rất là khủng luôn, tải chì rất là lớn cho anh em luôn ha. Đó, đầu dài là 1m8 nha anh em. Đó, càng này tải chì 120g nhưng mà anh em câu chì 200g cũng được đó. Nó quá trời đặc luôn mà. Đó, ngọn con này là tầm khoảng 3.6, 3.8 luôn anh em, chà bá luôn đó, chà bá luôn nha anh em. Ngọn là 3.8 luôn á. Nó đầu bu là chống sắn nha, phen là phen thường, phen bướm thường, phen bướm chống sắn nha anh em, rất là đẹp nha, phen ba chân. Nó cần này là cần đặt nha cả nhà, nó cần đặt, nó bằng fit đặt nha. Thì bao gồm có 6 phen, nó bát nó cắm gốc ở khúc dưới này, nó anh em dặn vô, nó có dấu cắm gốc dưới này cho anh em ha. Cán bằng là phủ keo luôn anh em luôn, sạch sẽ luôn, chống trơn trượt cho anh em luôn. Đó, rất là đẹp nha anh em. Thì cần này là cần cắm gốc đặt của hãng là Alofixin, đó Alofixin nha cả nhà. Đó, hàng là nhập khẩu từ công ty Ngư Long nha anh em. Đó, thử ra anh em là đánh rất là yên tâm luôn nhá. Thì giá của con này là giá của nó là 430.000 một cây nha anh em. Nó 420.000 một cây chứ, xin lỗi anh em nha. Nó giá là 420.000 một cây. Đó, phí ship toàn quốc cũng là 40.000 nha anh em. Nó mẫu cắm gốc, thử ra làm đưa giống nước anh em. Nó dài, thử ra là phí ship nó là 40.000 nha. Đó, là cần cắm gốc. Đó. Alofixin phen bướm đặt bạo lực, nó cần cầm lên thẳng băng ngay trừ. Đó anh em, là bao anh em tải cá là 20 đến 30 kg nha, nại thoải mái nha. Đó. Nại mà tét nách thôi. Đó. Thì giá của nó là 420.000, nó phí ship toàn quốc là 40.000 luôn nha anh em. Anh em mua 2 cây trở lên làm bao ship nha, 2 cây trở lên làm bao ship. Đó. Tiếp theo đó là mẫu cần một khúc. Nó cần này thì anh em có thể là đi câu lua nè, đi câu chép nè, câu mè nè, câu tra được luôn. Nó bao anh em nhắc tỉnh là 4 kg nha, nhắc tỉnh bao anh em là 4 kg luôn. Nó có clip test là nhắc tỉnh 7 kg luôn rồi, nhưng mà em bao anh em là nhiều khi anh em nhắc không đúng tư thế á, thì 7 kg phải đúng tư thế. Còn mà nhắc mà không đúng tư thế em bao anh em là 4 kg. Nó bỏ vô bịch cám 4 kg rồi anh em nhắc cái dèo lên. Nó cần thiết kế là carbon đặc nha cả nhà, carbon đặc một khúc nha. Nó một khúc, nó này là dòng này dòng tini titan, thì em là em có là 8 màu luôn, 18 màu luôn, mà bây giờ hiện tại thì em lấy ra 6 màu để quay cho cả nhà mình xem thôi. Đó, tini titan nha cả nhà. Đó, giá của hãng công bố ra là 750, nhưng mà hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em là còn 700.000 nha anh em. Đó, thanh lý cho anh em là còn 700.000 nha. Đó, còn 700.000. Nó 750, lúc trước anh em mua 750 là phí ship nó 40.000, bây giờ em thanh lý cho anh em là giá 700.000, phí ship chỉ là 30.000 thôi. Đó, là chỉ 730.000 thôi là anh em được bao ship luôn. Anh em mua 2 cây trở lên, đó, là em bao ship cho anh em nha. Mua 2 cây trở lên là em bao ship nha. Dòng này rất là hot nha cả nhà. Đó, giá là 730.000 nha cả nhà. Đó, nó là luôn là phí ship luôn. Rồi hiện tại là em đang giảm giá là còn 700.000. Anh em mua 2 cây là 1.4 triệu là em bao ship cho anh em. Nó mua 1 cây tại vì em bỏ giống nước nè anh em. Rồi em đang thanh lý giảm xuống 50.000 nữa. Đó, thì cũng đâu còn lời đâu cả nhà, bỏ vô ống nước là hết 50 rồi, rồi thêm bao ship nữa là cón luôn. Đó, thì đây cần là một khúc nha cả nhà. Nó ngọn là một ly, ngọn con này là tầm khoảng 1.4 nha cả nhà. Nó 1.4, nó đầu bu là chống sắn nha anh em. Nó phen là phen một chân, anh em có thể lua lóc lua đồ thoải mái nha. Đó, câu lua gền câu zip rồi cũng được luôn. Cần này được thiết kế là một khúc, rồi phen là một chân, rồi có 7 phen bao rùm đầu bu nha cả nhà. Nó ở dưới là cán hở rất là đẹp nha, cần là siêu dẻo luôn, nó siêu dẻo luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Nó thì em có 8 màu lận, mà anh em xem coi màu trên này á, còn muốn thêm màu gì nữa em còn màu cam nữa nha cả nhà. Nó màu cam, nó màu vàng, rồi màu cam, màu tím, màu đỏ, màu rêu. Nó anh em mà chưa từng xài này thì nên xài thử một lần cho biết nha, rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Câu chép, câu mè rồi cũng khá là ok luôn nha cả nhà. Độ cứng là L nha anh em, độ cứng con này là L nha, tini titan sen L. Nó giá là 700.000 một cây nha cả nhà, mua 2 cây trở lên em bao ship luôn nha. Đó, tini titan sen L. Đó, dạ rồi nghe anh em. Đó, thì anh em mua 2 cây trở lên em bao phí ship nha. Rồi, tiếp theo nữa là em có dìa mẫu cần lua cá lóc cho anh em, nói là dòng cần Asino. Đó, dòng cần Asino, phen bát là Fuji, carbon là sắn ít nha cả nhà. Nó mới để đây tí xíu không mà dính bụi rồi. Đó, cần Asino carbon sắn ít nha cả nhà. Đó, carbon sắn ít trên dưới cho anh em luôn nha, rất là đẹp luôn nha. Đó, carbon sắn ít. Thì cây này
là của hãng Asino. Nó fan là fan Fuji, seat bass là bass Fuji. Fan đề ba là ba chân nha anh em, fan đề ba là ba chân. Còn những fan còn lại là một chân luôn. Thích hợp đến anh em mà lua lóc nhát thiệt nha cả nhà. Nó cần thì bao gồm có 7 fan nha. Thích đẹp để anh em lua lóc lua đồ ha. Ngọn là 2 ly 4. Độ cứng của nó là MH nha cả nhà. Độ cứng của nó là MH nha. Tải cá là 6 đến 8 kg nha anh em. Tải cá là 6 đến 8 kg nha. Đó, quay cho anh em xem ha. Tải chì là 60 đến 120 g. Đó. Cho nên là anh em là câu là thoải mái luôn nha. Đó. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Cần thì rất là đẹp luôn nha. Đó, tải cá là 8 kg cho anh em, rất là đẹp luôn. Đó. Cán hở 3 khúc carbon sắt nghít. Bass là bass Fuji, nó khoen là fan Fuji Seat. Đó. Giá của nó là xây 2m4 là 1.050.000, xây 2m7 là 1.080.000 nha cả nhà. Đó, 2m7 là 1.080.000. Đó. Hai em có xây 2m4 và 2m7 nha cả nhà. Đó. Em xin nhắc lại ha, mẫu cần Asino. Mẫu này là mã của nó là cần Asino gặp Fuji anh em. Asino Fuji, fan Fuji, bass Fuji. Nó ngọn của nó là 2 ly 4, thiết kế là carbon sắt nghít toàn thân. Đó. À, tải cá là 8 kg. Đó. Tải mồi là 60 g đến 120 g. Đó, quay cho anh em xem ha anh em, là độ cứng của nó là MH nha anh em, câu nhá thiệt nha anh em. Đó, clip này em quay lên là đầy đủ luôn, combo thập cẩm luôn, anh em thích nào chơi đó nha. Đó. Tiếp theo nữa là mẫu cần carbon sắn ít cần câu đơn nha anh em. Đó, G-Dup Long Hua. Đó. À, phiên bản Lý Minh Tiệt nha anh em. Đây là G-Dup Lực Dương. Đó. Phiên bản Lý Minh Tiệt nha cả nhà. Nó quấn chỉ ở phía dưới luôn, tạo điểm nhấn cho anh em rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nó quấn chỉ ở phía dưới này, này là sơn bóng luôn anh em. Đây là bóng luôn nha anh em. Đó. Này là bóng nha, này là nha, này là chỉ quấn nha cả nhà. Nó chỉ quấn. Phía nút rít dưới là kim loại nha cả nhà. Nút rít là kim loại ha. Đó. Để em lấy cây căng, em căng từng xây cho anh em nha. Đó cả nhà, thì em sẽ căng nó anh em. Đó, thì căng này á thì đẹp thì khỏi nói luôn rồi. Đó, đọt nó là đọt đặc như cây lông hua thường như đó anh em. Đó, đọt nó cũng là đọt đặc 4H nha anh em. Đó, đọt đặc là 4H nha, ngọn là 1 ly 2 nha anh em. Đó. Phía trên thì có phủ đầu lóng cho anh em hết nha, nhưng mà carbon sắn nghít của nó là toàn thân luôn nha anh em. Đó, để em lên cho cả nhà mình xem ha, carbon sắn nghít của nó là toàn thân luôn nha. Nó từng cắt lóng luôn nha cả nhà, nó từng cắt lóng cho anh em hết luôn ha. Đó, cắt lóng cho anh em hết là có phủ đầu lóng tất cả các lóng rồi, carbon sắn nghít của nó chéo như thế này nè. Khi anh em mua hàng kiểm hàng trong video em quay nhiều khi nó còn mờ, nó không đẹp. Chứ anh em mà lên mua thực tế á, thì cần nó đẹp 10-10 luôn. Em quay nhiều khi chỉ có 6-7 thôi, nó chưa đẹp bằng ở ngoài thực tế nha cả nhà. Đó, thì em sẽ căng từng xây cho cả nhà mình ha. Đó, thì căng thì em căng lấy nút bịch ra cho anh em biết thông số cần nó kỹ, tại vì mình câu mình cũng tháo cái nút bịch trên đầu ra nó cho anh em thấy thông số đó ha. Rồi, căng là G đúp lực dương, nó là 3m6 nha cả nhà. Rồi em sẽ căng nha. Đây, xây 3m6, 115g nha anh em. Đó, 115g. Đó, 115g, giá của nó là 500.000 nha anh em. Giá của nó là 500.000. Đó. 115g, giá của nó là 500.000. Rồi, tiếp theo nữa là em sẽ căng cây cần là 4m5 cho anh em nha. 4m5 nha. Để xích tới rồi. 166g cho xây 4m5 nha cả nhà. Đó, cho xây 4m5, cần thì đẹp, tỏa trời đẹp luôn. Đó. Từ trên xuống dưới, từ lưới chứa lên trên không có chỗ nào để chơi luôn nha anh em. Nó có phủ đầu lóng cho anh em đó. Ở phía trên là có chữ Lý Minh Tiệt Edition nha anh em. Đó, phiên bản giới hạn nha. Đó, cần thì ra quá trời đẹp luôn, em không thể nói luôn. Là hàng bên em bán là hàng chính hãng cho anh em. Đó, cho nên là anh em yên tâm nha. Có chứng từ hóa đơn của công ty đàng hoàng luôn. Cho nên anh em mua là anh em rất là yên tâm nha. Đó. 5m4, 222g, khá là nhẹ nha cả nhà. Cần thì cầm rất êm tay, xây của nó cũng vừa chứ không có khò bự nha cả nhà. Đó, 5m4 là 222g nha anh em. Anh em nhớ giùm cho em nha. Đó, giá 5m4 là 222g, còn xây 6m3 luôn. Đó.
6m3. 295 g nha cả nhà, 295 g. Xin lỗi lần qua đây cái nó 295 g nha anh em. Đó, xây 6m3 là 295 g nha cả nhà. Đó, thì cần á tải cá là 4 đến 5 kg, nó tùy theo xây nha cả nhà. Đó, xây nhỏ thì 3 kg nè, 3m6 là nhỏ là 3 kg, còn xây 4m5 á là lên là 4 kg, rồi 5m4 đến 6m3 là tải là 5 kg nha anh em. Đó, tải cá từ 3 đến 5 kg cho anh em ha. Đó thì anh em câu cá bự hơn thì tùy theo anh em mình dìu nha anh em. Đó, còn câu cương á thì mình tải mức độ đó ra. Đó. Thì cần được thiết kế là carbon sắn nghiếp toàn thân nha cả nhà. Đó. Lông hua phiên bản giới hạn nha anh em, kêu là lông hua lực dương nha cả nhà. Thì anh em mã của nó là lông hua lực dương. Đó, khi anh em mua cần sẽ được hãng tặng thêm một cái hạ lóng phụ cho cả nhà mình nha. Đó, đây là cái bao cần nha anh em. Nó sẽ tặng thêm một cái hạ lóng cho anh em. Xuống ví dụ như là cái cần 3m6 sẽ được một cái hạ lóng cán, cái cán hạ lóng nó tầm khoảng như khúc này anh em phải gian nha, thì hạ xuống là 2m7, còn cần mà 4m5 sẽ tặng hạ lóng xuống là 3m6, cần 5m4 sẽ tặng hạ lóng xuống là 4m5, và cần 6m3 sẽ được tặng hạ lóng xuống là còn 5m4. Đó, ví dụ anh em mua cái cần này thì anh em muốn câu 5m4 thì anh em dặn cái nút đít ra, anh em tháo cái lóng bự ra, anh em đút cái cán vô, anh em câu đó thì anh em sẽ câu được cây xe 5m4 thì theo cái địa hình ngắn dài của mình ha. Đó, rồi em xin công bố giá luôn, giá của xe 3m6 của cần carbon sắn nghiếp nè, phiên bản giới hạn của lông hua thì cây này 3m6 là 500, 4m5 là 550, đó 5m4 là 600 và 6m3 là 650 nha cả nhà. Đó, ủa 500 550 600 650, dạ đúng rồi, là 650 nha anh em. Đó, em nãy em nhắn lộn rồi. Đó, là 650 nha anh em. Đó, em xin nhắc lại nha, 3m6 là 500, 4m5 là 550, 5m4 đó, 5m4 là 550 và 6m3 là giá là 650 nha anh em. Đó, cả nhà mua hàng thì cứ xem trên video hoặc là ghé tiệm mua thì em có bớt tiền cà phê nha, còn trên hàng mua thì hai cây theo chỗ lên thì em hỗ trợ bao ship nha cho anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, cần cửa đúp lực vuông. Đó, rồi thì tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu cho anh em nữa mẫu cần câu lua lóc, nó xây UNL. Đó, tùy theo anh em ha, độ dài là 1m98 nha anh em, độ dài là 1m98. Đó, của hãng Abu nha anh em, fan là fan Fuji, bát là bát Fuji luôn. Đó, fan Fuji, bát Fuji luôn, cần là fan một chân nha cả nhà. Đó, anh em thích cảm giác lua lóc lua suối rồi thì xài mẫu này nha. Đó, tải cá là 1 đến 3 kg nha cả nhà, tải mồi là 7 g nha. Đó, tải mồi là 7 g. Thiết kế là carbon, fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Đó, đọt của con này là 1 lít phàm khoảng là 1 lít 6 nha cả nhà. Đó, một lít tầm hơn 1 lít 6 nha anh em. Đó, 1 lít 6 đến 1 lít 8 á, đọt của nó á, phen của nó là phen một chân. Đó, hàng chính hãng của hãng Abu Dacia nha cả nhà. Đó, mẫu của nó đây em, nó Abu UNL CK, tiếng nó khó kêu quá anh em. CK thế hệ thứ hai là anh em, nó đọc mỏ CCAT thế hệ thứ hai đi nha cả nhà. Đó, chứ em thì không gần tiếng Anh đó, Abu CCAT thế hệ thứ hai. Đó, thì giá con này là 990 ngàn một cây nha cả nhà, nó là cần UNL nha. Đó, UNL giá 990 ngàn một cây. Đó, thì anh em muốn lua, câu ngâm, câu đài, câu đơn em có đầy đủ luôn nha. Rồi, tiếp theo nữa là mẫu cần dựng. Đó, tới anh em câu giải này em là quay lên thập cẩm luôn. Đó, anh em mà câu đơn nè, câu giải nè, rồi câu sông, câu hồ rồi là em có thập cẩm luôn, em quay lần thập cẩm gì luôn nè. Đó, cho anh em nào mà muốn coi gì đó coi. Đó, cần thiết kế là đoạn đầu bu là 4 ly nha cả nhà, đầu bu là 4 ly, đầu bu là 12 nha cả nhà, bu 12, đọt là đọt 4 ly. Đó, thiết kế là carbon 2 da băng caro. Đó, carbon 2 da băng caro nha cả nhà. Đó, cần là phen bướm Fuji nha anh em, phen bướm nha, Fuji, màu xám rất là đẹp luôn, phen bướm Fuji. Thì
Dòng cần này em khoái có chỗ là phen nó rất là nhiều nha cả nhà. Nó có 8 phen bao gồm đầu bu nha. Đối với dòng khác thì 7 phen, nhưng mà dòng này thì nó có 8 phen luôn. Đó, thì em có hai xây 3m và 3m2. Ở dưới đít của nó là có đúng nhựa nha anh em, chống chạy xước cho anh em ha. Phía trên là cán là hở 3 khúc nha, cán hở 3 khúc. Rồi cái bát của nó là Fuji tem vàng luôn nha anh em. Đó, Fuji tem vàng luôn, điểm ăn tiền là điểm này với điện dàn phen ha anh em. Đó. Đối với anh em mà câu hồ của đồ á, mà cần một cây cần mà giá sinh viên á, thì anh em nên xài mẫu này. Nó cần dựng thủ công, giá nó rất là mắc nha anh em. Dựng thủ công, nội tiền công thợ không là chịu rồi. Đó. Đó, tiền công thợ với tiền chỉ không là chịu rồi đó anh em. Đó, và anh em dựng thủ công á, tại vì được có đánh giải hoài á, thì được cũng gành, được cũng biết, cho nên là được cũng tư vấn cho anh em ha. Cần mà anh em dựng thủ công, tiền công thợ với tiền chỉ không á là chịu rồi đó. Đó. Thì đủ thứ trơn, thì cây cần dựng ra tầm khoảng 3 đến 4 triệu tùy theo phôi. Đó, còn đối với mẫu này chỉ là 1 triệu mấy thôi, nhưng mà anh em đã có đầy đủ rồi. Cần đi chỉ xanh rất là đẹp luôn, màu xanh lá, văn là văn caro nha cả nhà. Thì hai xây 3m và 3m15. Đó. Thì tải mồi của nó là nó khuyến khích là tải mồi 250g, nhưng mà đối với cây này anh em đánh nửa ký bình thường nha. Nó đánh nửa ký là bình thường. Đó, ngọn là 4 ly nha cả nhà. Nó phen là phen Fuji bướm. Đó, anh em xem kỹ giùm em nha, không kỹ thì cứ lên Zalo em inbox nha, em gửi kỹ cho anh em ha. Của hãng là Cotline. Cần là cần Rocket. Trời, cái tên gì nghe cũng thấy quá trời đã đâu vậy. Giống thuốc gì. Cần là Rocket nha cả nhà. Đó, Rocket. Rồi, nó tải cá là 20kg nha anh em. Đó, tải cá là 20 đến 25kg nha. Đó. Rồi, thì giá của nó là 1.450.000 cho xây 3m nha cả nhà, còn 1.500.000 cho xây 3m15 nha. Đó. 1.500.000 cho xây 3m15 và 1.450.000 cho xây 3m nha. Đó, thì em có hai mẫu ở đây, anh em xem ha. Đó, hai mẫu xây 3m và 3m15 ở đây nha anh em. Thì tất cả hai mẫu đều có 8 phen hết nha anh em. 8 phen bao gồm đầu bu nha. Cần 8 phen anh em đánh rất là im nha anh em, sợ như cần 7 phen thôi. 7 phen cộng lực, cần 8 phen anh em rất đánh là ngon nha. Độ đẹp của cái cần á, độ thẳng cái cần thì khỏi nói luôn nha anh em. Đó, cần rất là đẹp nha. Rất là thẳng luôn. Đó, thì em xin nhắc lại ha. Cần là thiết kế là carbon 2 da, văn caro nha cả nhà, phen là Fuji, bát Fuji tem vàng. Đó. Giá 3m là 1.450.000, 3m15 là 1.500.000 nha. Đó. Về đồ xịn sò cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo nữa là mẫu cần câu sông nha cả nhà. Trời ơi, cần nhiều nó đẹp. Những anh em mà câu sông mà thích mà giá rẻ đồ sinh viên đồ đó, anh em kêu nè, em về được 3-4 màu luôn. Màu tím nè, màu đỏ nè, màu đỏ nè, rồi màu xanh lá nè, rồi màu xanh dương nè. Nó hên xui lộn xộn màu luôn, mà màu nào cũng chắc cũng đẹp chân á. Nó đẹp luôn. Nè em đặt thử mỗi xây 10 cây thôi, mà chắc này kiểu này chắc em đặt thêm quá. Chứ mẫu này là em nghĩ là bán rất là chạy luôn. Đó. Mẫu này bán không chạy mà mẫu nào bán mới chạy nữa cả nhà. Giá rẻ chỉ 100 mấy cành thôi, nhưng mà được cái cành như thế này thì khỏi bàn luôn nha anh em. Đó. Em có 3 xây 1m rưỡi, 1m65 và 1m8 nha cả nhà. Cần là cần đặt nha cả nhà. Đó, cần đặt, độ cứng là MH luôn. Đó. Cần này hiệu là Nightwork nha cả nhà. Nightwork, anh em mã của nó là cần đặt Nightwork, giá rẻ cho anh em. Đó, anh em mua hàng là nói với em là cần đặt giá rẻ là em biết em lấy cho anh em nha. Đó, anh em mua hàng thì nói là cần Nightwork giá rẻ là em sẽ biết được em lấy cho anh em liền nha. Đó. Thì em có là 3 xây 1m rưỡi, 1m65 và 1m8 nha anh em. Đó. Giá của nó là 150, 160 và 170, chỉ 100 mấy chục ngàn thôi. Đó, mà anh em thấy cái cần không? Rất là đẹp, rất là ok luôn. Thiết kế là cán hở 3 khúc luôn nha anh em. Khúc dưới là dặn lên luôn nè. Trời ơi, màu đẹp kinh khủng luôn anh em. Đó. Cần này đẹp nhất phân khúc luôn. Đó. Quá trời đã luôn nha cả nhà. Đó. Thì có 3 xây 1m rưỡi, 1m65 và 1m8 nha anh em. Thì giá là 150, 160 và 170 nha cả nhà. Đó. 150, 160 và 170 luôn. Cần khá là đẹp luôn anh em. Nhìn cái cần giá rẻ mà em gặp mà em còn mê luôn á. Nó sơn nè, sơn đẹp tới ghê luôn chứ. Tỉ mỉ từng chi tiết luôn, sơn mà kiểu bóng mà chiếu luôn á. Chứ ngoài sơn kiểu rẻ tiền luôn em. Đó. Rất là đẹp nha cả nhà.
đó. Thì cần thì có 5 phen bao gồm đầu bu nha, rất là đẹp luôn, độ cứng mà hát đó, đọt thì quá trời dẻo luôn đó. Độ cứng mà hát nha anh em, thì câu chép nè, câu mè đồ nè, câu chê câu cha cũng được luôn nha, cần đặt nha. Nó tải cá là 6 đến 7 kg cho anh em đánh ha. Đó. Rồi, em sẽ qua mẫu giá rẻ này anh em nhắc lại là cần nai quật, cần đặt giá rẻ cho anh em để em biết đường nha. Nó tại mẫu mới giờ nhiều khi em nhiều quá, ở tiệm em thôi là cả 100 mẫu luôn á. Em không nhớ được luôn, bây giờ giờ thêm 6 7 mẫu nữa nè. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 mẫu nữa. Đó. Anh em nhớ dùm cho em nha. Rồi, giá 150, 160, 170, 3 xây 1m50, 1m65, 1m8. Nó mỗi xây trên là 10.000. Đó. Tiếp theo nữa là mẫu kìm gỡ cá. Đó cả nhà, đó kìm gỡ cá của hãng Bioner, kìm chống rỉ chống sét nha anh em. Nó kìm chống rỉ sét nha. Nó rất là đẹp nha anh em. Nó phía dưới này anh em có xài móc an toàn thì mua móc an toàn móc vô nha, không thì thôi ha. Phía trên là mỏ của nó là mỏ quắm nha anh em. Khi trường hợp anh em gấp thế này nè, cá nó dãy có dãy hay là gãy gì đó, hoặc anh xài gút nho gút đồ đó thì mình cũng không có sợ bị ruột anh em. Đó, mẫu quắm ha. Rất là đẹp luôn. Đó. Rất đẹp nha anh em. Thì giá của nó là 150.000 một cuộn nha. Giá là 150.000 một cuộn nha anh em. Nó 150.000 một cuộn. Nó kìm của hãng Bioner nha anh em, giá là 150.000 một cuộn nha. Đó. Nó được làm đen thế này anh em để chống sét nha. Đó, chống sét cho anh em nhé. Đó, giá là 150.000 một cuộn. Anh em xài lâu có dít thì đưa miếng dầu vô đây thôi. Đó. Kìm chống rỉ sét cho anh em, rất đẹp luôn. Nó có cắt rồi nó có gấp, nó có đầy đủ cho anh em ha. Đó. Có vuốt có đồ nữa nè. Đó. Thì giá là 150.000 một cây nha cả nhà. Đó. Tiếp theo là nhá hơ Thái Lan. Đó, giá 120.000 một con hai thìa. Đó. Quá trời đẹp luôn nha anh em. Còn dây lua chính hãng xịn sò 12 lõi của dòng Bioner. Dòng này thì nhìn là cọng dây thôi là chảy nước miếng luôn nha anh em. Đó. Dây thì có màu rêu nha cả nhà, mà rất là mịn luôn. Đây là 3.0 của nó nhưng mà nó khoảng 2.0 của người ta. Tại vì anh em nhìn cái cọng dây nó mịn nè. Nó mịn mít luôn, nó mịn anh em là nhìn như là cọng dây cước luôn vậy đó. Chứ không còn dây be nữa. Hình như là không thấy sợi chỉ nó bệnh với nhau luôn nha anh em. Nhìn là hầu như là muốn không thấy sợi chỉ bệnh với nhau luôn nha. Nó mịn mít ghi gan là cọng dây cước luôn nha cả nhà. Em để trên tay cho anh em nhìn nè. Đó, nó siết rất là chặt luôn. Nó rất là đẹp luôn. Thì dòng này là dòng cước xịn của hãng Bioner, dòng những dòng cước cao cấp nha, bên dòng dây be cao cấp nha anh em. Nó be cao cấp 12 lõi nha. Đó. Infina. Đó 121X Bioner. Xây 3.0 của nó là 0.26mm, là tải cá là 40 lb, là tương đương 18.2kg nha anh em. Đó, 0.26 nha, 3.0. Đó, tải cá là tương đương là 18.2kg cho anh em nha. Đó, dòng này anh em mua về thì anh em cứ thử cho em luôn, rồi hả trả tiền cho shipper nha. Đó, test thử cho em luôn, cầm xe cho em bệnh bức luôn, em cho anh em lấy ra bệnh bức luôn á. Đó, thì độ dài của nó là 100m. Phía sau là có đóng 6 một tròn chống hàng giả của hãng anh em. Đó, 6 một tròn của hãng nha. Và nó có số trên này cho anh em luôn nha. Đó. Là số 6 là 6 mọc nè. Đó. Đó, đóng cho anh em luôn ha. Đóng mọc chống hàng giả cho anh em nha. Đó. Thì giá của nó là 390.000 một cuộn nha anh em. Đó. Giá là 390.000 một cuộn. JB hàng chính hãng của hãng Bioner. Đó. 12 lõi. Dây siêu mịn dài 100m thôi nha cả nhà. Độ dài 100m nó mà 390.000. Thì đối với anh em mà muốn xài mà xài máy 150m thì anh em có thể mua 3 cuộn, tại vì nó truyền liền với nhau nha cả nhà. Mua 2 cuộn chứ. Thì, mua 3 cuộn, 3 cuộn thì nó truyền liền với nhau. Đó. Thì nó truyền liền với nhau thì anh em có thể cắt anh em vô 150m em dài xài ha. Đó. Thì mua 3 cuộn, còn anh em mà xài ít khoảng 100m thì anh em xài 1 cuộn thôi ha. Dây rất là mịn nha anh em, rất là mịn và đẹp nha. Đó. Ồ, đã quá. Đó. Đó. Rất là đẹp luôn. Này là lua là đỡ, nó đỡ dướng, thứ hai nữa dây quăng đi nó đi lắm nha anh em. Đó. Rồi, giá của nó là 390.000 một cuộn nha cả nhà. Rồi, em được cũng xin chào anh em cả nhà nha. Quên còn nho nữa. Nho BKK
giá 40.000 một đùm nha cả nhà. PKK xanh dây Biner 0.70, nó 40.000 một đùm đó. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha. Cả nhà mua được mặt hàng gì thì cứ ủng hộ em được nha. Đó rồi em được xin chào mọi người.